Em thấy những người phụ nữ dịu dàng biết công nhận chồng thường được chồng yêu chiều, nhưng những người phụ nữ lớn tuổi xung quanh em lại bảo làm như vậy khó lắm. Đương nhiên khó, cái đó là thực tế luôn, họ nói rất là đúng, khó. Ok, chỉ được mấy năm đầu thôi, còn sau đó ai cũng cọc cằn. Cái này là một cái hiện tượng thực tế, nó thực tế, nó không có nói là tốt đẹp nha. Nó giống như vậy nè, em đi tập, em muốn có một cái cơ thể đẹp đi, mà em vào chỗ là những người mập muốn giảm cân chẳng hạn, và tất cả mọi người đều muốn được giảm cân và vào một cái thân hình tốt để tốt đẹp đi. Nhưng mà trên thực tế là sau khoảng chừng độ sẽ như 6 tháng tập luyện hay 3 tháng tập luyện, 5 tập luyện, em ra em thấy được có khoảng chừng độ 20% người là bắt đầu được thôi, còn 80% người không được gì chẳng hạn. Thì người ta thì kính cái bà nó mới nói là khó lắm làm có được, thì thường được mấy bữa đầu tập thôi, được cuối năm sau nó cũng vậy. Thì nó là thực tế nhưng nó không nghĩa là cái đó là đúng và là nên nha, hiểu không? Tức là anh nói chứ thực tế nó nghĩa là vậy, tức là những người phụ nữ lớn tuổi xung quanh lại bảo làm như vậy khó lắm, đúng, chỉ được mấy năm đầu thôi, còn sau đó ai cũng cọc cằn, cái đó đúng theo thực tế. Hơn nữa vợ chồng đầu bắt tay gối mà cứ phải khéo léo nịnh nọt chồng là sống giả tạo mệt mỏi, cái này là đúng theo cách nghĩ của những người như vậy. Ok, anh tính thấy quan sát của em hay lời nói đó đúng không ạ? À? Và vì sao vậy? Quan sát là đúng trên thực tế. Nó giống như vậy nè, có những người vào tập, giả sử 80% người sau 6 tháng tập đi ra không có kết quả gì đáng kể, thì họ mới nói, tao nói cho mày nghe, vô đó tập thì thời gian đầu còn hung hăng, sau thời gian là nó xèo à, rồi nó cũng vậy á, rồi mà nói là cái đó nó nịnh nọt á, mà ta cảm giác là thấy nó cũng mệt mỏi lắm, mà thấy nó cũng không ra gì hết trơn á. Thì cái câu cái họ tả là chính xác cái tình huống của họ, chứ nó không có nghĩa rằng đây là cái điều chuẩn mực, hiểu không? Họ tả lại cái lộ trình họ đi thôi. Thế thì anh nói với em, và cái câu giải thích nó cực kỳ dễ luôn ở đây này nha, nó rất là dễ. Họ nói là những người em thấy phụ nữ dịu dàng biết công nhận chồng được chồng yêu chiều và cái đó là chuẩn, thì thật ra biết công nhận chồng nó không có giả tạo. Cái người mà cảm giác mình giả tạo khi công nhận chồng, nó chỉ có nghĩa là cái người đó ở trong một cái trạng thái không nhìn thấy những điều tốt đẹp của người chồng. Và một cái hôn nhân mà người ta không nhìn thấy điều tốt đẹp của người chồng có nghĩa rằng thứ nhất là cái hôn nhân đó là tổn thương rồi đó, thứ hai là người phụ nữ đó cũng tổn thương luôn á. Cho nên là khi một người mà không nhìn thấy người chồng mình có một điều gì đó tốt đẹp, mà trong khi mình lại chọn là người ấp đầu ấp tay gối, người mình quan hệ tình dục, người đàn ông số 1, người mà mình đồng ý ngay từ đầu, thì có nghĩa là người phụ nữ đó bị không ổn rồi, không nhìn ra được những điều tốt đẹp nữa, và cái hôn nhân đó là đang tổn thương. Và chính vì vậy cho nên họ cảm giác công nhận là một cái gì đó mà ở đây họ nói là giả tạo mệt mỏi. Một cái hôn nhân tổn thương thì hiển nhiên là mệt mỏi rồi, họ cảm giác giả tạo, tại vì trong lòng họ không nhìn thấy những điều tốt đẹp đó. Trong lòng họ phủ nhận cả một con người, là tức là bây giờ cho dù anh không xuất sắc đi thì 10 anh cũng được 2-3 phần, tức là con người tệ lắm á, 10 được 2-3 phần thôi, thì 2-3 phần nó cũng có cái để mà gọi là công nhận. Hiển nhiên trong một cái hôn nhân tổn thương thì cái làm sao mà tốt được để nhìn ra điều tốt đẹp, đúng không? Nhưng mà em nói là cái con nhỏ mà anh ta ngoại tình chẳng hạn, giả sử vậy đi, sẽ thấy nhiều điều tốt đẹp lắm luôn. Tuy nhiên mình chỉ nói vậy để mình hiểu được là tại sao cái góc nhìn của các bạn đó ghi là giả tạo và mệt mỏi. À, thứ hai nè, cái việc mà họ dịu dàng, tức là biết công nhận và dịu dàng, thì cái này là một cái rất là lớn. Anh có đăng là phụ nữ là con gái thì phải xinh, nó là một cái câu trong bài hát và rất là đúng. Ok, phải này không có tính áp đặt mà là đó là quyền lợi, và nó cũng là cái trách nhiệm cho bản thân của người được gọi là phái đẹp, thì con gái thì nên đẹp, đúng không? Và đối với người phụ nữ phái đẹp thì mình nên đẹp, và mình phải đẹp, và mình được đẹp. Ok, nó vừa là trách nhiệm, nó vừa là quyền lợi, nó là tất cả mọi thứ sung sướng nằm trong đó hết. Ok, thì anh có đăng như vậy, anh ghi là con gái thì phải xinh, nết na thùy mị, các bạn nhé, gì đó đại là dịu dàng thùy mị. Thì em cứ đọc ở trên đó em thấy là ở trong cái năng lượng của các bạn ghi ra, rất nhiều bạn họ có cái ý từ chối, không cảm giác thích cái câu đó, hay là thậm chí họ có thể là chống đối cái câu đó. Thì cái đó nó chỉ nói lên điều này nè, ở bên trong các bạn nó không kết nối được cái câu đó, thậm chí đôi khi thấy cái câu này là khó chịu. Nó nói lên bên trong con người đó không cảm giác và chạm được tới cái phần nữ tính của mình. Cho nên là bây giờ anh đưa cho em hai người nha, giả sử hai người y chang nhau luôn, mà một cô gái khi nói chuyện với người đàn ông đó, cô ta thùy mị nhẹ nhàng được, cô ta dịu dàng như em nói, còn cái người bên đây nhìn vô sao mày giả quá, thì thật ra nha, cả hai đều đang thật. Nhưng mà sao biết không? Cái người này vì họ chạm được tới cái sự dịu dàng của họ, cái nữ tính của họ cao, họ chạm được tới con người đó, cho nên lúc họ làm điều đó nó nhất thống với cái cảm xúc bên trong và cái phiên bản bên trong, họ không có giả, họ chỉ là như vậy thôi. Rồi còn người bên đây nè,
Vì người bên đây họ không chạm được tới cái cảm giác đó, cho nên họ thấy những cái người này làm cái gì đó thì lại cảm giác là mày hình như mày đang giả bộ. Tại vì chính người này không ra được cái cảm giác kết nối với cái hành động đó. Còn cái bạn này thì có, cho nên là người này sẽ nhìn thấy là người này giả. Ok. Còn cái người này nào mà thấy bạn này đó, thấy sao mà cái cằn dữ dữ quá như bà Trăng như đó. Không hiểu tại sao. Tại vì người này cũng không kết nối được với cái cảm giác này. Tại vì họ dịu dàng, họ không có ra cái cảm giác tức giận, ăn thua, muốn thắng, là tranh cãi, lý luận, đè bẹp, chiến, tức là như một cái chiến bài chiến trường. Người này lại cảm giác sao mà bà dữ quá vậy. Và cái người bởi vậy nên là anh chỉ tả và anh giải thích cho em tại sao cái hiện tượng nó xảy ra nhiều. Tại vì sự nữ tính là một cái gì đó cực kỳ thuận lợi cho cuộc sống tình cảm của người phụ nữ. Yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Ok. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nó về cảm xúc đó, nó về cái nữ tính, nó về cái nuôi dưỡng đó. Tất cả người từ xưa người ta đã nói rồi, anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân. Tất cả những cái đó. Và ngày hôm nay cái câu đó nó rất là vang và nó rất là đúng, nó vì nó quan sát từ cổ chí kim, từ đông chí tây. Em đẹp thì em có quyền, đó là cái câu ngày hôm nay nghe nó hơi sốc nhưng mà nó cũng mang cái ý tương tự như vậy. Thì cái đó là cái là hiển nhiên. Bây giờ vác đèn đi 1000 người đàn ông hỏi anh có thích người phụ nữ dịu dàng không hay anh thích bà chặn lửa, thì nếu như người đàn ông đó mà trả lời thật được với em, ok, họ sẽ nói với em hiển nhiên là họ thích cái người phụ nữ dịu dàng. Nhưng mà như thế này, trong cuộc sống tình cảm, vì cái người phụ nữ thứ nhất là không dịu dàng, thứ hai tức là bị tổn thương ngay từ đầu, thứ hai là vì không biết cách sống cuộc sống tình cảm, tức là không có điều chỉnh phiên bản của mình, không chạm được tới cái nữ tính, không thăng bằng, thì cái trong cái tương tác có chút đầu dịu dàng đó, chút đầu đó đó, sau thời gian vì không có kiến thức và vì cái phiên bản của mình tổn thương, bởi anh muốn nói là cái sự nữ tính đó, nó cần cái sự thăng bằng trước. Đó là lý do tại sao trong phiên bản của người phụ nữ là thăng bằng trước, nữ tính và giá trị, ba cái đó theo cái thứ tự. Vì họ không có thăng bằng cho nên lúc đầu mối quan hệ tình cảm, lúc còn tân họ còn chạm được một phần nữ tính, nhưng mà sau khi vào mối quan hệ tình cảm họ vì không thăng bằng, vì không có kiến thức để xây dựng hôn nhân hoặc là hẹn hò, bị hư. Mà khi bị hư thì nó dẫn tới gì không? Bị tổn thương. Và họ đi theo cái hướng gì biết không? Tổn thương thì ta phải giành được phần thắng. Họ bắt đầu cãi nhau, họ muốn là họ luôn thắng, họ muốn là họ luôn đúng, họ muốn là họ phải được. Và đó là cái sự tổn thương đi theo cái năng lượng nam tính. Tại vì lúc đó họ bắt đầu giành cái ghế của người đàn ông. Họ muốn là người chiến thắng. Cái gì cũng phải anh phải đồng ý, anh sai, anh phải xin lỗi. Và nó làm hư mối quan hệ đó. Đàn ông bị vậy thì họ tụ cảm xúc họ đi. Còn người phụ nữ thì như vậy, sau vài lần họ đúc lại, mà nếu không may thành vợ thành chồng, không may nó ra thành vợ thành chồng, thì họ sẽ cảm giác là đây là một cái bãi chiến trường. Cho nên họ thấy là cái gì dịu dàng á, nghe giả tạo lắm. Tại vì cái phiên bản này nè, sau cái thời gian tổn thương, nó bị đúc lại, nó mất đi cái phần chạm vào cái nữ tính. Cho nên họ sẽ cảm giác là nếu như mình có cái hành động nữ tính thì sẽ là giả tạo. Em hiểu được không? Họ không chạm được. Còn cái người mà người ta nữ tính thì người ta thấy cái đó là bình thường và người ta đang vui, đang rất là bình an. Đó là lý do tại sao mà anh giảng cái nữ tính mà gói trong một thấm từ, anh chỉ nói nè, người phụ nữ nữ tính là người phụ nữ mà họ có thể nhỏ bé như và họ an toàn trong sự nhỏ bé đó. Tức là ở cái sự nhỏ bé đó, sự dịu dàng, sự nữ tính, sự mềm mại, cái yểu điều đó họ cảm giác an toàn, cho nên họ không thấy nó giả. Thậm chí họ là như vậy luôn. Còn cái người phụ nữ mà nam tính, họ không thể cảm giác an toàn trong sự nhỏ bé. Chính vì vậy cho nên họ đòi phải lớn. Và cái đó nó làm hư mối quan hệ. Tại vì yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu, vị trí, vai trò của từng người chính xác là như vậy thì nó mới tốt đẹp. Giống như con thỏ thì đi xách nước, con sóc thì nó đi lấy hái cây, còn con rùa ở nhà nấu cơm. Ở cái vị trí đó là cái vị trí mà mọi thứ được sắp đặt để tốt đẹp. Bây giờ con rùa thì kêu nó đi lấy nước làm sao nó sắp, còn con thỏ thì kêu leo cây lấy cành làm sao mà lấy, còn kêu con sóc nó nấu cơm nó nói tao không biết nấu. Cho nên là nó sẽ ra một cái trật tự sai. Và trật tự sai thì nó là tổn thương cho các bạn thôi. Cho nên cái quan sát đó là quan sát đúng. Và cái cách mà họ tả nó cũng đúng, là phải nịnh nọt chồng. Chồng đâu cần nịnh nọt, mình chỉ cần công nhận thôi. Và công nhận là gì? Là anh ta như thế nào, mình nhìn thấy cái điều tốt đẹp thì mình công nhận điều đó. Cái khổ cái là người tổn thương, người ta thấy toàn điều đau đớn không? Và khi người ta thấy điều đau đớn và tổn thương thì người ta lại tạo thêm điều đau đớn, và người ta lại nhìn thấy những điều đau đớn nữa. Chính vì vậy cho nên họ mất dần đi những cái sự tốt đẹp. Và từ đó cái hôn nhân và mối quan hệ bị hư thôi. Và cái đó là cái hiện tượng xảy ra rất nhiều. Các bạn có thể quan sát cái này all day long, every day, everywhere. Bạn có thể quan sát điều này bất cứ lúc nào ở trong mối quan hệ sao.
Bạn chỉ cần vào được nhà họ thôi, bạn chỉ cần nghe họ kể thôi là bạn nhìn ra được điều đó. Hiển nhiên nếu bạn nhìn bên ngoài cửa thì họ đi xe xịn, họ nắm tay nhau, mặc đồ đôi, chụp hình này đó, thì nó không thấy được. Nhưng bạn vào trong căn nhà của họ, họ tâm sự, bạn sẽ thấy được. Cái này rất là nhiều. Thì cái em hỏi là đúng, và sự quan sát đó là đúng, và cái cách giải thích đó là đúng với người đó. Nó là vậy đó. Nhưng mà điều đó nó không đại diện cho cái gọi là tốt đẹp. Nó chỉ đại diện cho số đông thôi. Hiểu không? Cái câu dạng như là chân lý thì thuộc về số đông, nhưng thành công thì thuộc về số ít. Kiểu này. Tức là ố, tả gì đúng không? Đúng, đầy ngoài đường đầy hết. Ok, giống như vậy nè. Mình học đi học làm giàu đi, nhưng mà nghèo hết, chẳng có bao nhiêu đứa giàu hết. À, cái đó đúng luôn. Hiểu không? Đại loại vậy. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.